Ta phải gặp phụ hoàng. Ta có chuyện muốn nói với phụ hoàng. Ta phải gặp 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 phụ hoàng. Người đem miếng bản vàng này cho phụ hoàng đi. Ông dưới đây sẽ gặp ta mà. Đại dương nói là tối nay không được khỏe, không tới thăm người. Xin nhị đừng hại nghỉ ngơi đi. Phụ hoàng sẽ gặp ta mà. Người đưa gọi ông cho ta. Gọi phụ hoàng tới cho ta. Gọi phụ hoàng tới cho ta. Ông dưới đây sẽ gặp ta mà. Sao lại làm? Phụ hoàng, phụ hoàng đừng có nghe người ta nói bậy. Xin cho con một cơ hội. Con chết đây sẽ ăn năn hối lỗi mà. Chỉ tiếc là hành vi của người thật khiến cho ta thất vọng quá. Phụ hoàng, phụ hoàng, từ nhỏ tới lớn phụ hoàng nói con giỏi hơn hoàng huynh, con thông minh tài trí hơn hoàng huynh. Con cứ tưởng là cha sẽ truyền ngôi vua cho con. Ai vậy bây giờ như vậy? Con hồ đồ nên mới làm lỗi thôi được. Không lẽ ngươi không biết trưởng ấu có khác hay sao? Phụ hoàng, bây giờ hoàng huynh đã chết rồi. Nếu phụ hoàng giết luôn con, sẽ không ai giúp phụ hoàng nữa. Phụ hoàng sẽ không ai kế thừa nữa. Nhà tổng sẽ thừa cơ nhập xong mình đó. Vì đại liệu, phụ hoàng hãy cho con cơ hội lấy công chuộc tội. Phụ hoàng, phụ hoàng. Nhưng mà cha đã có nói. Không lẽ phụ hoàng, không lẽ phụ hoàng nó làm giết chết con ruột của mình hay sao? À phụ hoàng, nếu như cha con mình đồng lòng, mình nhất định có thể nhập xâm trung nguyên mà. Phụ hoàng, phụ hoàng. Phụ hoàng, phụ hoàng. Bây giờ bị tôi triết ở đâu? Có người thấy hắn chạy ra mấy sông. Có lẽ phụ hoàng kêu hắn tạm lánh mặt. Đại dàn xếp xong chỗ này rồi mới triệu hắn về. Như vậy cô quen hoàn cảnh ở nơi này, cô dẫn là cô Phong đi trước đi. Ta không đi. Ta phải giết hắn. Cô Phong, vì chuyện này ngươi đã hy sinh quá nhiều rồi. Biện tôi triết giao cho ta nha. Ngươi là bạn thân của ta, phải hiểu được tâm trạng của ta chứ. Ta nhất định phải giết chết hắn.
Vậy cẩn thận nha. Chúng ta đi. Sẽ không ký hòa ước với người. Bộ ngươi không biết ở trong hòa ước có một điều là giáng tội cho Kim Long Môn hay sao? Cho dù ngươi về tới Trung Nguyên cũng chỉ có được chết mà thôi. Quả nhiên tôi đoán không sợ. Là cô Phật, coi bộ lê dân của Đại Tông phải nhờ Kim Long Môn mình đâu. Sự chứ. Nếu ngươi không xuôi tay chịu rồi, ta sẽ giết chết hai tên này. Đây. Trắc Bất Phàm. Là Cố Phong, hôm nay ta sẽ cho hai người thử uy lực đại pháo của ta. Người đâu? Chém lửa. Dạ. Đi tu trí, người quá coi thường Trác Bất Phàm đi rồi. Là Cố Phong, tránh ra mặt. Cho người dập tắt lửa. Nằm xuống.